Xin chào tất cả các bác. Em lên sóng test cái chiếc máy điều hòa di động Corona. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Con này em đã dọn sạch sẽ, vỏ biết là trắng tinh đẹp đẽ rồi. Em để số 1, nhiệt độ đang test cho con này xuống ở bầm còn 8 phẩy mấy độ C này. Đấy, hãng Corona. Con này thì em đang bán giá đầu mùa đây là 3,6 triệu nhé. Giá đi kèm một chiếc điều khiển đa năng nhưng mà chưa có phí vận chuyển. Đấy. Máy chạy ngon lành, êm ái. Mọi tính năng hoạt động ok. Nhiệt độ xuống dã man luôn các bạn, 7 độ này. Đấy. Đây là cái chiếc điều khiển đa năng đi kèm. Máy này chạy điện 100V cho nên là các bác phải mua cái đổi nguồn cho nó nhé. Đấy. Chạy cực ổn định luôn, dòng một cục này siêu bền. Hiện tại em vừa về hơn chục chiếc thì cứ lấy từng chiếc là test một thôi ạ. Cứ test cho các bác chạy ngon lành. Đấy, giá 3,6 triệu các bác nhé. Máy chạy ổn định ngon. Bên trong này đây là dàn lạnh nha các bác này. Đấy, dàn lạnh nhé. Lưới chắn bụi này, dùng thời gian các bác vệ sinh cái lưới này đi. Đấy, bên trong này là dàn nhá. Đây là toàn bộ là dàn lạnh này, trong này ống đồng hết các bạn ạ. Đấy, còn tản nhiệt này thì đương nhiên là tản nhiệt nhôm rồi. Giá đầu mùa còn đang rất là tốt, các bác mua các bác liên hệ sớm đi ạ. Bình thường thì khi nó đến lúc cao điểm ở ngoài Bắc này thì nó nóng lên thì giá nó lại những con như này lại toàn trên 4 triệu thôi. Giá 3,6 triệu kèm điều khiển từ xa. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.